បានចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីបាទ Jung a lần nữa chắp down a JMP iPhone a P time at home. Ban chung chi tu tơ krum hôn Apple to cap and change smartphone do chi bay tê bun krum. Ban chung a lần nữa do kin lạp bong 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 tay port a minh a lưu internet, the cake hơi ta a bit bay tê mão nắng kita hai chim minh bun sri in the connoction and people a pony. Ba minh iPhone a P, iPhone a P Mac, iPhone a P Pro, rico iPhone a P Pro Mac a chim tay. Ban tay chim som jay ta. Tại bây tế, ná, chỉ cả dấu khởi phát nhóm. Vì chỉ bộ rộng mình bài thịt bóng phố. Và bộ rộng mình bài thịt nâng có cả chênh bì nẹ creator mua chùm nôn để có thể xe article, có thể xe artbot phố nâng lực internet anh chẳng hả? Bạn chẳng có thả bài thịt chè bài thịt cho anh chẳng tự. Chẳng hả lời nâng có khi em thua chi video bài thịt đại. Dường bài tụ tí tế khi em tham mình tại bây tế. Bạn chẳng phải hai chi mình iPhone đọc pi Pro Max, hay nâng đọc pi Pro. Mình bây nâng bóng phố. Lời một đồng tiết iPhone đọc pi iPhone 12 Pro និង iPhone 12 Pro Max បានអញ្ចឹងមាន 3 series នឹងតែម្ដង ជា series flagship ប្រកបប្រហែលជាមាន series 2 ថ្លៃ មួយទៀត ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមានឈ្មោះផ្សេង មិនមែនជា iPhone 12 Max ទេ បើតាមព័ត៌មានដែលគេសរសេរនៅលើ internet ហ្នឹង ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង គេថាវាប្រហែលជា iPhone 12 Max ណា បើអញ្ចឹងវាមាន 4 series ប៉ុន្តែខ្ញុំថា 3 ទេ ចុះបងប្អូនថាប្រមាណ និយាយដល់ spec ខ្លះៗ របស់ iPhone 12 ទាំង 3 series នេះ គឺវារត់ជាមួយនឹង A14 Bionic chip ទាំង 3 នឹងតែម្ដង ប៉ុន្តែវាខុសចំពោះ RAM ហើយនឹងទំហំ អេក្រង់របស់វាអញ្ចឹងទៅ បើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង iPhone 12 មុនសិន ដែលជា iPhone series គេហៅថា entry level អញ្ចឹង iPhone 12 ធម្មតាវាមាន A14 Bionic chip មែន ប៉ុន្តែ RAM របស់វានឹងបានត្រឹមតែ 4G តែប៉ុណ្ណោះ ហើយវាអត់មាន 5G ទៀត និយាយដល់ អេក្រង់របស់ iPhone 12 ធម្មតាវាមានទំហំ អេក្រង់ 5.4 inch ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា អេក្រង់ Super Retina Display ប៉ុន្តែវាជា OLED បងប្អូន គាត់ថា OLED នៅលើ iPhone 12 មួយនេះវាត្រូវបានផលិតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលមានឈ្មោះថា BOE មិនមែនជា OLED របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ឬក៏ OLED របស់ក្រុមហ៊ុន LG ទេ ហើយអេក្រង់ 5.4 របស់ iPhone 12 ក៏នៅតែមាន Notch ដែរ បងប្អូនគាត់ថាវាតូចជាមុនបន្តិចចំពោះ Notch របស់ iPhone 12 នៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះហើយ refresh rate របស់វានឹងក៏បានត្រឹមតែ 60 Hz ដែរ iPhone 12 មានកាមេរ៉ា 2 គ្រប់នៅខាងក្រោយ គាត់ថាយើងមិនទាន់ដឹងថាវាមាន megapixel ចំនួនប៉ុន្មាននោះទេ ប្រហែលជា 12 megapixel ដូចទៅនឹង iPhone 11 11 Pro Max ក៏ថាបាន ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅ ប៉ុន្តែចំពោះការ setup របស់វានឹង យើងនឹងថា 2 គ្រប់នៅខាងក្រោយ មាន wide angle lens ហើយនឹង lens ធម្មតា បាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការ record 4K video មិនបានដូចជា 8K ដូចទៅនឹងពួក Samsung អីទេ បាទអញ្ចឹង Apple គាត់ថាវារឿងមិនទាន់ចាំបាច់បងប្អូន បាទអញ្ចឹង camera ខាងមុខរបស់វានឹង ក៏យើងមិនទាន់ដឹងថាវាមានទំហំប្រមាណ megapixel ដែរ បាទអញ្ចឹងយើងនៅឆ្ងាយដែរបងប្អូន ព្រោះអីនៅខែ 9 ឯណោះ បាទអញ្ចឹងគេហៅថា leak ឬក៏បែកធ្លាយនឹង មិនទាន់ជាក់លាក់យកជាផ្លូវការណាមួយនោះទេ ចំពោះថ្មរបស់វាក៏យើងមិនទាន់ដឹងថាវាមានទំហំប្រមាណ milliampere ដែរ ជាទូទៅ Apple តែងតែធ្វើការលាក់ចំណិចនៅទំហំ milliampere ទៅលើ iPhone ប្រកបទោះបីក្នុង event ប្រកបក៏ដោយក៏គាត់មិនប្រាប់ថាមានប្រមាណ milliampere ដែរគាត់ថាគាត់តែកាន់ជាងចេះកាន់ជាងប៉ុណ្ណេះកាន់ជាងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចរិតរបស់ Apple គាត់អត់ប្រាប់ថា ទូរស័ព្ទគាត់មានទំហំ 4,000 5,000 6,000 milliampere ទេគាត់អត់ប្រាប់ចឹងទេបើអញ្ចឹងចំណុចក្រៅពីនឹងទៀតដូចជាប្រព័ន្ធការពារទឹកនេះវាពិតជាមានបងប្អូន fast charge វាពិតជាមានប៉ុន្តែគាត់ថាមិនដឹងថាគាត់ include
sáng sạ đại sạ lươn được không bỏ năng được có ớt rồi Apple ớt thôi chẳng tế nè ớt ai sáng sạ mà ao dương tế bờ sân thì chẳng bàn và chạy cặp chỉ sạ lươn. Ok chẳng này lưu thang tiết tử chẳng dương miên vòi là chạy tiết bóng phôn bàn chẳng cứ chỉ chấm nội premium premium đại cụ tại miên là lưu smartphone tầm nợp tầm nợp chẳng phút đầm lái được bóng iPhone đập bị thô mà đá vì miên đôi tổ tử và mỗi đôi sai xe phần bốn đô la chẳng phút RAM rồi mà phải bởi iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro vì đốt chung mùi nâng A14 bay ở nâng chip đổi khí bằng tay vì mình RAM ra hốt đầu tư bằng mùi chi cấp bay ở nó. Hai ekran phá viên nâng có mình tầm hôm thông chiêng iPhone 12 thô mà đã đại. Đại là ekran ra iPhone 12 Pro mình tầm hôm bà mùi cho bì in chung mùi nâng bà chạy cạo chi OLED. Bằng tay OLED nâng lưu iPhone 12 Pro cứ mọc bì krom hôn Samsung bóng phôn. Hai mùi tiền nâng cứ vì mình mà rồi bằng phê hợt tay mà đồng bóng phôn. Hai vì mình 5G điện. iPhone 12 Pro mình camera bay crop nâng kháng cao. Sau bên đại iPhone 12 mình tầm tay bì crop tại bằng nó. Bạn chẳng dừng khuyên theo bà hai chi mình lên sóng đá. Dùng miền lần vai hay dùng miền lần zoom tiết bóng bóng bằng còn tham đăng vì miền tầm hôm megapixel bằng màn nó tì và hai chị đọc pi ấy chân tới có dùng mặt đăng đại bóng bóng bản chân iPod đôi chì mình xoay lên chùm nôn megapixel chán tì bản chân về copy cầm hôn gore đi có cầm hôn chân ấy chân tới bản chân cầm hôn gore nâng anh cứ chân nhẹ lên cái hai thật tầm hôm megapixel chán những cái cứ Samsung bóng bóng mà rồi bây megapixel nâng cứ chân bị Samsung tè chùm nốt xem xanh kia bình tiết đôi chì bóng cả bí tức đôi chì wireless charge đôi chì stereo speaker đôi chì sai kế wireless charge fast charge này cứ đôi khi tận năng iPhone đặc biệt thô mà đang chẳng bằng bồn bản chương Apple quạt mình rầm lông nơi chúng nó premium tiếng Anh thì mình tha iPhone flagship của tôi thì bởi chỉ iPhone SE 2 có mình wireless charge đấy chúng nó xem xét cái bên này tiếp đôi chỉ bằng cả pin tức wireless charge fast charge này nè cứ mình tiếng Anh nơi iPhone tiếng bởi sợi này bản chương cầm tha lại iPhone đặc biệt thì bởi chỉ iPhone SE của tôi để mình lại tầm tại bởi rồi cái sản phẩm bồn là nơi bất thế có đó nè bản chương có mình bằng cả pin tức có mình wireless charge đấy bằng bồn bản chương admin hay phần nào đấy Apple trời cắt cầu thả ô anh ấy cua tay mình đạp bằng cả pin tức anh ấy mình cua đạp ấy cái wireless charge đó thì bản chân cứ miên tiếng ngót tiếng bay rin tay một độ chấm phút từ live phổ biến cứ vi thay tị bằng bồn đại vi chấp đam bằng bồn rồi cái sản phẩm bồn đó là chấm phút memory rồi phải bay chỉ có bay hai mà bồn rồi đó là chấm phút memory pi hai sản phẩm mũi hai năng mười bồn pi rồi cái sản phẩm bồn đó là chấm phút memory ram đặc biệt chỉ có bay bản chân từ live phổ biến nó cứ cọp tay một độ chấm phút lớp tập hợp bọc cầm hòn Apple mình mang chỉ riêng thay thế hai cậu mang chỉ riêng chụp lại đấy. Ok trong cái kỳ iPhone 12 Pro Max đại chi series được computer bọc quạt tại mà đồ. Bản chứng vì miền RAM và mùi chi cả bài đối khí chỉ mùi năng A14 Bionic chip đối khí. Bản chứng chụp RAM và vi chụp mà sân và vi năng tặng bây giờ năng tại mà đồ đối khiêm dễ dàng bằng bột. Vì đối khí thì còn thay iPhone 12 năng iPhone 12 Pro Max vì miền RAM tràn chiếm tại phần nó. Và tại ở vai được khóc nên cứ chụp ekran và vi. Còn thay iPhone 12 Pro Max vì miền tầm hôm ekran là hỗ đầu tư bằng mùi cho bằng pi in nhà nó chỉ mùi năng Samsung OLED đôi khi đôi tên năng iPhone 12 Pro chẳng bằng bồn bản chẳng ở bàn bà cái hệ thống OLED trên bì cầm hôn BOET đã chỉ cầm hôn chân đó nè bản chẳng resolution phổ biến có khuyên thao bị phục chiến đây bản chẳng vì có nơi tại miền nội hay vì có nơi tại miền rồi phải hợp đôi tên năng iPhone 12 Pro chẳng bằng bồn hay vì phải chỉ thịt phổng đôi tên năng iPhone 12 Pro chẳng bằng bồn chỉ tôi tới cứ chẳng bằng bồn à pin năng mình sẽ khóc này thì ai thì mình bị pro và iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max anh chẳng tới khó năng cứ trong chụp tay tầm hôm ấy còn phổ biến tại bên đó iPhone 12 Pro Max ai thì mình camera 4 crop mà khang cỏi bên tay còn thay chụp lens trong cái phổ quát năng mình đang thay chỉ lens ấy thì chụp lens tele phổ biến đang tham biến hai lens zoom đang tham biến hai lens ultra wide đang tham biến hai bên tay ở trong cái này mình đang thay năng chỉ lens snap thu cả cắt portrait để dựng hai thay depth rồi có lên sản phẩm thực cả thổ macro chứ đám dù mình đăng tế bằng bổn bản chân còn ta đăng thang vì ai đang miễn 4 crop cho bộ camera bộ iPhone 12 Pro Max hay tại lại phần viết có mình thông mà đã đại bằng bổn cho bộ iPhone 12 Pro Max là hốt đo từ 1.400 đô la cho bộ series đọc cọp phục vị tại mà đồ. Ok nên từ ngọc này dân đi cứ chỉ ở với đề khiêm chân là dễ cho bộ iPhone 12 nếu không chẳng bị bổn ở phần này trong bộ bằng bổn thang này cứ chỉ cầm được tổ là bộ khiêm tại mà đồ khiêm thực cả cực mở tới khiêm cực thang vì bà hạ chín chân vì bà hạ chín miễn bây giờ thì chẳng được có buôn cơ thả bàn tay bà sân chỉ bóng bốn cơ thả bị buôn bà bóng bốn ai chừng đã không mở khăn cao màu bà thả bây chừng đã không mở khăn cao màu bàn chân tự đáo tới trong bà bóng bốn thả này cứ chỉ cầm nực tổ khuôn bọc khiêm tay một đồ bàn chân còn thả này chỉ bổ miền đã khiêm thật xây lạng được luôn ấy khiêm dây chừng lạng được luôn ấy bàn chân bảo sân chỉ bóng bốn cơ thả bọc bẹ này cho thành giấy ok dân ai cài đồng lực bàn ok chân pin này xong cơ chụp đi bóng bốn bàn ăn sân bye bye.